Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào tất cả anh em. Và tiếp theo video hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em một chiếc tầm điện nha, hay còn gọi là sức điện nha bác nha. Thì đầu tiên thì cũng em xin chúc sức khỏe tất cả các bác và quý ông sư, cũng như là cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bác đối với kênh Âm Thanh Quốc Hùng và bỏ chút ít thời gian để theo dõi video. Thì em mời tất cả các bác cùng bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và cũng như là bấm vào chuông để cập nhật và theo dõi những cái video, những cái sản phẩm hàng về bên em bên Quốc Hùng thì chọn về để phục vụ cho tất cả các bác những cái sản phẩm âm thanh chất lượng để các bác tham khảo và cũng như là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm bên Âm Thanh Quốc Hùng mang về đem lại cho các bác những cái sản phẩm ưng ý nhất. Thứ hai là các bác chia sẻ Quốc Hùng những video, chia sẻ kênh để kênh được phát triển hơn. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác. Thì rồi, thì bên em thì ship hàng toàn quốc và cũng như là ship hàng tận nhà cho các bác luôn nha. Thứ nhất là ship hàng khi có cọc nha các bác nha, khi có cọc, khi tài khoản đủ cọc hoặc là chứng không đủ thì em sẽ ship hàng cho các bác luôn. Các bác chứng không đủ thì em sẽ tặng cho các bác là một cặp Zalo, hoặc là em sẽ bớt, nếu các bác không lấy Zalo thì em sẽ bớt ít tiền tùy theo giá trị của sản phẩm mà em sẽ bớt cho tất cả các bác. Đấy. Còn các bác nào còn Zalo thì em sẽ tặng cho các bác một bộ Zalo. Còn các bác cọc thì bên em sẽ chứng để ship tận nhà cho các bác. Đấy. Nói chung là hàng bên em thì ship toàn quốc nên các bác yên tâm, yên tâm chỉ việc ở nhà mà nhận hàng thôi. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác liên hệ Quốc Hùng qua số điện thoại cho mình nha. Rồi còn đi vào chi tiết ngày hôm nay thì Quốc Hùng giới thiệu cho các bác đó là một con tầm điện bát 30 sử dụng 2 bát, đó là trầm của Nhật nha. Dạ vâng, đó là con trầm Biano có mã là SVK8 nha, SVK8 Power Support. Công tắc nó đằng trước nha bác nha. À, công tắc đây. Con này thì nó gồm một bát cộng hướng định hướng ở phía trước và một bát điện sức ốc gập ở phía dưới này nha bác nha. Thì tới em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem. Đấy, thì ở phía con này thì phía trước thì nó sẽ có một kênh và đó là logo Bioner nha bác. Logo bình nhôm Bioner. Kênh thì còn cực kỳ là đẹp luôn nha. Đấy. Tháo kênh ra để các bác xem được tiếng loa bên trong. Vâng, đó là cái lo bát này là lo bát định hướng ở phía trước và bát này là bát cộng hướng nha bác, bát cộng hướng. Tất cả là bao sinh nghiêm bản cho các bác từ găng cho đến là tắc tặc luôn. Các bác nhìn tiếng lo này cực kỳ là đẹp luôn nha. Và ở đây thì các bác nhìn góc cạnh của súp này. Đấy, quá đẹp luôn các bác. Góc cạnh của nó đây. Sắc lém luôn nha. Đấy, quá đẹp luôn. Bên này này nó vác. Đó, các bác nhìn này. Đấy. Cực kỳ là đẹp nha. Thùng là thùng gỗ lạng, rất là nặng luôn các bác nha. Thùng gỗ lạng. Cực kỳ là nặng luôn. Đó, các bác nhìn góc cạnh. Còn cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Đây là chi tiết của mình sau. Chạm lo, đường output, đường input, đường tiết nhiệt vào, input, cổng bông sen. Chế độ đánh sấp 0 độ và 180 độ đây. Đây, các giai tầng. Các giai tầng bass từ 50 cho đến là 100 Hz. Volume tổng Pioneer SVK8 nha, điện là 100V nha bác nha. Điện là 100V. Rồi đây, tất cả này bao trinh hết nha. Bao trinh hết. Đây các bác, nhìn quá đẹp luôn. Ở dưới trần đế màu đen. Còn ở phía trong này là một bát thật 30. Đấy, quá đẹp. Rồi em sẽ tháo ra
tháo cái lò bát này ra và em quay cái cú lò phía bên trong để cho các bác xem được chi tiết cú lò phía bên trong nha. Đấy. Rồi tháo ở dưới cái nắp đít thì nó ở dưới cái bụng này thì nó hơi lâu, thì em tháo cái lò bát phía trước này cho nó nhanh nha bác nha. Tháo phía dưới thì phải lấy lục giác mở. Rồi. Đây. Bác nhìn này. Từ là từ kép nha. Đó. Từ là từ kép. Này, Bioner nha. Bioner. Từ kép cực kỳ là to luôn. Rồi, các bác nhìn rất là to luôn. Đây, cũng từ cực kỳ là to nên là đánh rất là bạo lực. À, tất cả thùng quách này các bác nhìn mới tinh luôn nha. Và rất là dày dặn. À, các bác nhìn độ dày đó này. À, độ dày đó thì khối 13. Dày con này thì thùng nó dày là 25cm. À, xin lỗi 2,5cm nha. 2,5cm. Đó. À, các bác nhìn này. Còn vàng long lanh luôn. Đó. À, từ đôi là các bác biết rồi, đánh rất là lực. À, các bác nhìn màng này, màng carbon, màng là màng carbon gân mút. Đó. Tất cả là bao dinh hết nha. Đây là lo bát định hướng, đây là nó không có cụ từ nha. À, lo bát 30 định hướng này không có cụ từ nha các bác nha, nó chỉ có nhện lo và màng và viền thôi. Đấy. Đánh thì áp lực hơi phía bên trong thì nó sẽ tác động vào cái lo này, nó cộng hướng vào cái lo này, thì cái lo cộng hướng này thì nó sẽ đánh ra một cái giá trầm, nó cho giá trầm ra xuống cực kỳ là sâu luôn nha máy nha. Đó là cái tác dụng và cái ưu điểm của cái dòng bát mà có bát định hướng cộng hướng nha. Đó, cho tiếng bát cực kỳ là sâu và mềm mại. Đấy, các bác nhìn trong này thì nó còn bọc mút trên tinh luôn nha, bọc bông trên tinh luôn. Đấy, sub bát Pioneer nha, mới tinh luôn nha bác, hàng cực kỳ đẹp. Rồi thì em đo chiều cao và cũng như là kích thước của cái sub này cho các bác xem. Nó có kích thước là 54 nha bác nha, 54 tính từ tăng lên 54cm, đó là chiều cao và chiều sâu. Nói chung là con này chiều sâu và chiều rộng đều là 43 vuông, chỉ có chiều cao là 54 nha. Đó, 54. Đó, rất là nặng luôn và rất là to nha bác. Con này đánh tiếng thì có mấy bạc. Và giá của thông báo giá cho các bác luôn, thì giá chiếc súp này thì hiện tại bên Nam Tân Quang đang bán với mức giá là 13 triệu nha bác nha, 13 triệu. Các bác nào có nhu cầu chốt hàng thì alo em, một súp 30, hai bát 30 nha, một cộng hướng và một súp thật ốc gầm đến từ hãng Pioneer của Nhật. Rồi, giá là 13 triệu bên em bao ship nha. Đấy. Con này hiện tại thị trường đang bán giá là 14 triệu 500 ngàn. Giá bên em chỉ bán là 13 triệu cho tất cả các bác cùng chơi luôn. Đó. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mọi chi tiết mua hàng thì tất cả các bác liên hệ qua số điện thoại trên màn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.